Hello, xin chào toàn thể các anh chị em. Thì hôm nay Đức lại lên cho quý anh chị em xem một mẫu xe mới về bên mình nha. Một chiếc Toyota Hilux bản 2 cầu 2021 form mới nhất anh chị em ạ. Ngoại thất màu trắng anh chị em nhá. Đây, bản 2 cầu anh chị em nhá. Đây là cái form mới nhất của dòng Hilux này luôn, anh chị em có thể thấy này, quá ok luôn. Đó, sản xuất năm 2021. Anh chị em thấy thấy có ok không ạ? Đấy, cao cấp nhất luôn anh chị em nhá. Nhìn qua về bộ la răng anh chị em có thể thấy la răng thì được thiết kế theo kiểu hơi giống bông hoa một chút và mạ sơn màu đen. Xe rất là nổi luôn anh chị em nhá. Đây, dàn lốp còn rất là dày này. Đấy, ok, về qua về mặt thì có những mặt ca lăng trước thì có thể trang bị thêm rất là nhiều những cái chi tiết nhỏ hơn, thì hình như là cái bộ khung trước nhá. Đấy, nhìn so với phong cũ rất là khác và ngầu hơn rất là nhiều. Đấy, đèn bi led anh chị em nhá. Đèn ban ngày đầy đủ hết luôn. Ok. Đó, tìm hiểu sâu hơn một chút về trong xe anh chị em nhá. Cùng mình tìm hiểu sâu hơn một chút này. Tay nắm thì đây, nhựa cứng luôn anh chị em nhá. Đó, có nút tích hợp luôn. Về nội thất thì anh chị em thấy là trang bị trong nội thất là một bộ da cao cấp màu đen, full đen luôn. Và được chủ cũ trang bị thêm là camera hành trình anh chị em nhá. Đây, anh chị em có thể thấy nhá. Ok, tất cả những nút tích hợp trên vô lăng cũng như là màn hình đã được độ lên rồi này. Chủ cũ chăm sóc xe rất là tốt luôn anh chị em ạ. Số tự động anh chị em nhá, dầu tự động 2021. Đó, tất cả những nút tích hợp như là đàm thoại rảnh tay, những nút và chỉnh đèn pha auto này. Đó, cần gặp mưa thì vẫn là chỉnh cơ thôi. Đấy, đèn thì có chống chói tự động đây anh chị em nhá. Đó, bản hai cầu thì này vào form mới nhất thì được trang bị thêm rất là nhiều đồ chơi so với những form cũ. Rất nhiều anh chị em là đang muốn săn đuổi chiếc xe này luôn. Ok, và bên đây có những chế độ như là Eco Mode này, Power Mode này anh chị em nhá. Đó, xe rất là nhiều tính năng so với dòng cũ luôn. Ok, sẽ tìm hiểu qua cho anh chị em nhá. Quan tâm chi tiết hơn thì có thể liên hệ trực tiếp qua em Đức. Đấy, số điện thoại 0974188693. Địa chỉ xem xe tại 26 cầu Diễn Bắc Từ Liêm Hà Nội, em sẽ để ở cuối clip cho mọi người nhé. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Đấy, hàng ghế thứ hai thì hầu như chưa có người ngồi luôn. Ghế rất là căng anh chị em ạ. Đấy, mọi người có thể thấy này. Rất là mới luôn nhá. Đi mới được có 1,9 vạn thôi. Còn đây là vai xe mà được chủ cũ trang bị thêm anh chị em ạ. Đấy, rất là xịn luôn nhá. Chăm xe cũng khá là tốt. Đây là thùng sau anh chị em nhá. Đó, mọi người thấy này. Rất là mới luôn. Xe thì được đây là bản cao cấp nhá anh chị em nhá. Đây, đó, anh chị em thấy so với những dòng xe cũ thì được thêm rất là nhiều đồ chơi cũng như là được anh chủ cũ chăm rất là tốt luôn anh chị em ạ. Ok, không dài dòng với anh chị em nữa. Mình sẽ vào vấn đề chính luôn của xe là về giá xe anh chị em nhá. Hiện tại chiếc này bên mình đang chào về giá cũng rất là yêu thương luôn và có giảm sâu cho anh chị em. Hỗ trợ ngân hàng lên tận 70% giá trị của xe nhá. Bên em hiện tại chiếc này em chào với giá là 990 triệu. Có thương lượng và giao lộc cho anh em rất là nhiều luôn anh chị em nhá. Anh chị em nào quan tâm đến dòng xe này thì liên hệ trực tiếp số điện thoại như địa chỉ em để cuối clip cho mọi người nhá. Cảm ơn anh chị em đã ủng hộ bỏ ra vài phút để xem buổi review xe hôm nay của em. Em cảm ơn chị em rất là nhiều luôn. Hẹn gặp mọi người trong những buổi review xe lần sau, báo giá cụ thể hơn, nhiều dòng xe hơn cho mọi người nhá. Bên em cũng còn rất là nhiều luôn này. Đó, anh chị em có thể thấy nhá, còn rất là nhiều xe luôn. Thoải mái cho anh chị em sự lựa chọn những dòng xe 7 chỗ bán tải gầm cao, kể cả 5 chỗ và sedan luôn anh chị em nhá. Ok. Lời cuối cùng em xin chúc mọi người có một buổi chiều thật vui vẻ và thật là thành công. Chọn cho mình một chiếc xe hợp lý hợp ví nhất nhá. Cảm ơn chị em rất là nhiều. Hẹn gặp mọi người trong những buổi review xe sau ạ.